Thưa quý vị, thưa các bạn, đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là vựa lúa, gạo, thủy sản, trái cây, mà còn là trung tâm công nghiệp quan trọng, động lực phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, mặc dù có tiềm năng lớn, nhưng hoạt động xúc tiến thương mại ở khu vực này vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, cần có các giải pháp đồng bộ để hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại một cách thiết thực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong 7 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 19,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 13,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, xuất siêu đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ. Ba địa phương có kim ngạch tỷ đô la Mỹ là Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Đến nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đóng góp khoảng 31% GDP toàn ngành nông nghiệp với khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản nuôi, khai thác, 60% lượng cá xuất khẩu và xấp xỉ 70% trái cây các loại. Đồng Tháp thì có thế mạnh về thủy sản, nông sản. Ngoài ra thì cây ăn trái nói chung cũng rất là nổi tiếng. Ví dụ như từ cái sen, từ cái trái cây như là quýt hồng, cam sòn, nhãn vân vân. Sản lượng có thể nói cũng đứng top trong cả nước nói chung. Và cũng cung cấp và cũng đã được xuất khẩu qua nhiều thị trường thế giới. Về cái sản lượng giá trị xuất khẩu thì một năm thì cũng hơn 1,5 tỷ đô la, trong đó thì cá và gạo thì chiếm gần hơn 80%, đóng góp cho ngân sách tỉnh khá lớn. Về phía Long An là cũng như các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, ngoài cái lĩnh vực mà thế mạnh như là lúa gạo thì Long An cũng có những cái sản phẩm về nông nghiệp đặc trưng mà chỉ có Long An và một vài tỉnh có, về cái sản lượng và diện tích vùng trồng lớn đủ điều kiện để mà xuất khẩu. Tuy có nhiều thế mạnh và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng, song vùng đồng bằng sông Cửu Long được nhìn nhận là phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Trong thời gian qua, liên kết xúc tiến thương mại cho sản phẩm thế mạnh của vùng vẫn còn một số khó khăn và hạn chế. Sự liên kết giữa các tỉnh và thành phố trong vùng chưa chặt chẽ, thiếu sự thống nhất và đồng bộ, chưa có một chiến lược rõ ràng và mang tính dài hạn, dẫn đến tình trạng phân tán nguồn lực và kém hiệu quả trong việc xây dựng thương hiệu chung cho vùng. Hiện nay thì nó có thể nói là cái vùng nguyên liệu từng lúc từng nơi nó manh mún và cái sản phẩm nó không ổn định. Cái việc liên kết vùng thì đã thực hiện là nhiều năm ở các tỉnh thành, tuy nhiên là cái điều phối về liên kết vùng nó chưa được cái hiệu quả cao trong cái việc đảm bảo xuất khẩu và cái tăng cường thương hiệu trong nước. Thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho nên cái việc là tính vụng cho cái xuất khẩu nó cũng là khó khăn, nhất là trong việc mua xuất khẩu gạo. Tại hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa được tổ chức tại thành phố Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, để đồng bằng sông Cửu Long phát triển xứng tầm thì một trong những giải pháp quan trọng là thúc đẩy liên kết vùng trong xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu để quy tụ và tối ưu các nguồn lực của các địa phương trong vùng phục vụ phát triển bền vững. Cần đẩy mạnh phát triển một số lĩnh vực xuất khẩu trọng điểm có tiềm năng, lợi thế và phù hợp với vùng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng thương hiệu hàng hóa chất lượng cao, tham gia sâu vào mạng lưới phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh của vùng, chuyển đổi số và liên kết xúc tiến thương mại quy mô vùng, phát triển dịch vụ logistics và sự phối hợp của doanh nghiệp phân phối trong hoạt động xuất nhập khẩu của vùng. Thông thường sau một cái hội nghị vùng thì chúng tôi sẽ đúc kết lại những vấn đề của vùng đó, quan tâm nổi bật lên là vấn đề gì và chúng tôi báo cáo chính phủ, và từ đó chính phủ sẽ có những cái chỉ đạo cho các bộ, không riêng gì Bộ Công Thương mà các bộ ngành liên quan và các địa phương trong vùng để phát triển. Đối với các đơn vị của Bộ Công Thương đó thì các đơn vị vụ thị trường, ba vụ thị trường của chúng ta là vụ thị trường trong nước, vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ, vụ thị trường châu Á, châu Phi, ngồi đúc kết lại cùng với cục xuất nhập khẩu thì các anh chị tính toán lại. Như vậy thì mỗi địa phương từ cái tỷ trọng, từ các cái số liệu của chúng ta sẽ tính toán ra là ở những địa phương nào chúng ta nên tập trung nội dung gì, vùng hàng, mã hàng nào, vùng hàng gì và những cảnh báo gì cho những cái khu vực địa phương đó, để giúp cho các anh chị có cái kiến thức, các địa phương có cái kiến thức tổng hợp và chúng ta đặt hàng như thế, chúng ta chọn những cái chủ đề cụ thể hơn. Đối với Bộ Công Thương thì cũng sẵn sàng sát cánh với các anh chị để các anh chị cần kêu gọi đầu tư hoặc ở khu vực nào, xúc tiến đầu tư ở khu vực nào, cần ở nước nào về
thì Bộ Công Thương chúng tôi có cái hệ thống thương vụ tham tán thương mại ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nên là sẽ giúp cho các anh chị rất nhiều trong cái việc kêu gọi đầu tư này. Để tăng cường liên kết vùng, bên lề hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Công Thương tổ chức, lần này còn kết hợp không gian trưng bày sản phẩm của các địa phương, doanh nghiệp trong vùng, tạo cơ hội kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ của vùng đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại. Chúng tôi được tham gia cái hội nghị xúc tiến thương mại tại đồng bằng sông Cửu Long là với mong muốn là được kết nối với các anh chị, các doanh nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long để có thể là đưa các sản phẩm ra các doanh nghiệp thị trường trong nước, được người tiêu dùng trong nước cũng như là đồng bằng sông Cửu Long biết đến, đồng thời là có thể hợp tác với các anh chị doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long có thể đưa sản phẩm Việt Nam ra bạn bè quốc tế. Hợp tác xã vẫn luôn đồng hành với lại Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp để tham gia những cái buổi hội nghị xúc tiến thương mại như là hôm nay. Thì sau cái buổi xúc tiến thương mại đó thì sản phẩm của hợp tác xã được nhiều khách hàng biết đến thật sự luôn ạ. Đó là những nhà phân phối hoặc là những nhà đầu tư thì hỗ trợ cho hợp tác xã xuất sản phẩm được càng ngày càng nhiều hơn. Để vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển xứng tầm, giải pháp quan trọng cần triển khai đó là thúc đẩy liên kết vùng trong xúc tiến thương mại và xuất khẩu. Bộ Công Thương đã tập trung hỗ trợ vùng đồng bằng sông Cửu Long trong các hoạt động xúc tiến thương mại, như cung cấp thông tin về chính sách, tổ chức định kỳ các cuộc họp trực tuyến với các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương qua hình thức trực tuyến với toàn bộ thị trường, tổ chức các đoàn giao dịch thương mại đi khảo sát, làm việc trực tiếp với khách hàng nhập khẩu, phân phối nước ngoài, tổ chức tham gia các chương trình hội chợ, triển lãm quốc tế ở trong nước và nước ngoài, chú trọng nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu cho doanh nghiệp, tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức về thương hiệu sản phẩm và gắn thương hiệu với giá trị của sản phẩm cho doanh nghiệp, từ đó góp phần vào định hướng phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 là vùng sinh thái, văn minh và bền vững, là trung tâm kinh tế bền vững năng động của đất nước, là hành lang kinh tế và các đô thị động lực tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch.